một trong những nghi thức quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay, đó là nghi thức khởi đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Tức là những vị tổng, phó tổng và các trưởng phòng chúng ta sẽ ký thực hiện kế hoạch 2021 ngày hôm nay. Dạ, xin được mời sếp tổng ký trước. Dạ, mỗi lần ký phải cười tươi nha. Dạ. Ủa, mọi người có thắc mắc là đang ký là gì không? Dạ, mọi người có thắc mắc là đang ký cái gì không? Dạ, dạ mời anh chia sẻ luôn. Năm 2021 chúng ta đặt một kế hoạch cũng rất thách thức. Doanh số sẽ đạt 28 tỷ rưỡi doanh số năm 2021. Trong đó cái bộ phận rất quan trọng là phần chính phủ của Vietcom đăng ký doanh số là 17 tỷ rưỡi. Bộ phận y tế đăng ký doanh số 5 tỷ rưỡi và bộ phận doanh nghiệp đăng ký doanh số 5 tỷ rưỡi. Tổng công ty là 28 tỷ rưỡi. Xin chúc mừng tất cả anh chị. Dạ, 28 tỷ rưỡi nha quý vị nha. Dạ. Ý anh là ký xong mà đóng dấu nữa hả? Anh đang thực hiện là nghi thức là ký xong lời cắt máu anh chè đó. Dạ, quý vị thấy là các phó tổng cũng đã đồng hành với những chữ ký của mình ngày hôm nay. Dạ, xin mời các trưởng phòng. Dạ, mời anh Nam. Điểm chỉ vô nữa. Phúc tha là gà sống ở nha. Dạ, còn một chữ ký nữa. Và bây giờ thì sau khi mà chúng ta đã ký khởi động thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021 thì bây giờ đây chúng ta cùng đến với nghi thức khai mạc. Trân trọng kính mời các anh sẽ nhận cho mình những chiếc ly để cùng bắt đầu khai mạc chương trình gala trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Dạ, trân trọng kính mời sếp. Dạ, mời anh khai mạc. Anh Phạm Anh Chiến sẽ khởi động chương trình ngày hôm nay với là khui chai sâm banh với chủ đề kết sức mạnh nối thành công. Rồi xuống rồi vậy đâu nha. Dạ. Rồi. Dạ, anh ơi, anh đối diện anh đó là cameraman chuyên nghiệp. Anh chỉ đó thì mắt là mệt lắm á. Rồi, đội mũ bắn pháo vô vị trí. Không bắn nhầm nữa nha. Chuẩn bị bắn nha. Lắc anh ơi, lắc anh ơi, mạnh lên. Anh xịt cao quá. Đó là những viên pháo đầu tiên khởi động cho một năm mới 2021 thật là thịnh vượng, thật là thành công. Sống tổng của chúng ta đang chăm sóc từng ly một để mời các phó tổng cũng như là các trưởng phòng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong tất cả các thành viên ở bên dưới chúng ta cũng sẽ rót những loại nước uống mà chúng ta sẽ dùng trong buổi tối ngày hôm nay để cùng lát nữa nâng ly cùng với sếp tổng, các phó tổng và các trưởng phòng trong buổi tối này. Trân trọng được kính mời. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nâng ly với những thành công, những tốt đẹp 2021 của công ty Vietinfor trong buổi tối này. Xin mời nâng ly sẵn sàng chưa? Tất cả cùng nâng ly. 1, 2, 3. Yeah! 100% cạn ly. Xin được cảm ơn đến sếp tổng.
đến 4 phó tổng, 3 phó tổng cùng với các trưởng phòng ngày hôm nay đến với chính thức khai mạc. Cảm ơn tất cả các anh rất nhiều.